Xin chào quý vị và các bạn. Như các bạn cũng biết, ở Việt Nam hiện nay thì có quán cơm, cửa hàng ăn quy mô nhỏ vẫn chiếm một tỷ lệ rất là lớn. Vậy nên, nhu cầu sử dụng một thiết bị nấu cơm chuyên nghiệp hiện đại với một mức giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí đầu tư là mong muốn của hết các chủ quán ăn này. Chính vì vậy, ngày hôm nay, Điện Máy New Sun xin hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một chiếc tủ nấu cơm mini 4 khay với công suất lên đến tối đa 7kg gạo trên một mẻ. Chiếc tủ này có mã model là NSTHVNMN4K. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem chiếc tủ nấu cơm mini này có những điều gì đặc biệt nhé. Chiếc tủ nấu cơm này sở hữu một kiểu dáng vô cùng nhỏ gọn. Nó được thiết kế dành riêng cho các cửa hàng quán cơm quy mô nhỏ. Sản phẩm này cũng rất phù hợp cho các khách hàng với nhu cầu nấu cơm với công suất sản lượng vừa phải. Vì vậy có thể đặt ở mọi vị trí hay di chuyển trong khu chế biến của bạn như một chiếc nồi cơm điện, nhưng lại mang đến nhiều giá trị sử dụng hơn đến với bạn. Tuy nhỏ gọn nhưng năng suất trung bình mỗi mẻ lên tới 7kg gạo, với mỗi khay nấu khoảng từ 1,5 đến 1,7kg gạo trên một khay. Thời gian nấu mỗi mẻ chỉ dao động khoảng trên dưới 30 phút tùy từng sản lượng nhiều hay ít. Ngoài ra, nếu cơ sở của bạn có nhu cầu nấu cơm sản lượng lớn hơn thì có thể lựa chọn các dòng tủ nấu cơm 6 khay, 8 khay, 10 khay, 12 khay và 24 khay mà New Sun đang cung cấp. Bề mặt tủ sáng bóng, đẹp mắt do được thiết kế hoàn toàn từ chất liệu inox cao cấp chống rỉ sét và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất liệu này còn giúp bạn lau chùi vệ sinh tủ dễ dàng sau mỗi lần sử dụng. Thân tủ được chế tạo hoàn toàn bằng inox cao cấp 2 lớp, có khoang cách nhiệt ở giữa, giúp tủ giữ nhiệt tốt, tiết kiệm điện năng hiệu quả. Đồng thời, thiết kế giúp cho người sử dụng thoải mái chạm vào bề mặt tủ khi hoạt động mà không lo bị nóng bỏng. Phần cửa tủ được thiết kế tay khóa gập thông minh 2 nấc. Điều này sẽ giúp cho việc thao tác đóng mở dễ dàng và rất an toàn. Hướng tới nhu cầu của người sử dụng, nên tủ được thiết kế sử dụng nguồn điện phổ biến ở gia đình 220V để thuận tiện cho người sử dụng. Tủ nấu cơm mini 4 khay được New Sun thiết kế hệ thống núm cài đặt, thời gian và nhiệt độ tự động theo nhu cầu sử dụng. Với núm hẹn giờ, trong quá trình chờ cơm chín, bạn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi hoặc đi làm ở những công việc khác mà không phải canh chừng, rất tiện lợi. Núm điều chỉnh nhiệt độ có giải nhiệt từ 30 cho đến 110 độ C. Với những giải nhiệt này, ngoài nấu cơm, chiếc tủ này còn giúp bạn chế biến rất nhiều món ăn khác như hấp rau củ quả, hấp hải sản, hấp bánh bao, bánh bèo. Phần chân tủ là các bánh xe 4 chiều có chốt khóa cố định, giúp bạn dễ dàng di chuyển đến mọi vị trí khác nhau. Hệ thống khay cách đều nhau. Đây là khoảng cách được nhà sản xuất tính toán hợp lý để đảm bảo nhiệt độ lan tỏa, làm chín đều cơm trên tất cả các khay. Các khay này có thể dễ dàng lấy ra và lắp vào linh hoạt. Khay có hai loại cho bạn lựa chọn theo nhu cầu sử dụng: khay phẳng dùng để nấu cơm và khay lỗ dùng để hấp thực phẩm. Bên trong khoang chứa nước có trang bị hai thanh nhiệt, hoạt động với công suất tiêu chuẩn. Ra nhiệt nhanh, chỉ vài phút là nước trong tủ đã được đun sôi. Thiết kế van xả áp tự động ở phía trên nên áp suất luôn được duy trì cân bằng trong quá trình hoạt động. Tủ được thiết kế để sử dụng đa năng, bạn có thể dùng để nấu cơm, hấp bánh bao, hấp rau củ, hấp các loại thực phẩm khác. New Sun tự hào là đơn vị đầu tiên và duy nhất được Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đạt sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao. Hướng dẫn sử dụng tủ nấu cơm bằng điện 4 khay mini Việt Nam. Bước 1, cho gạo đã vo sẵn và thực phẩm đã sơ chế vào các khay và xếp khay vào tủ. Bước 2, kiểm tra cấp nước trong tủ. Bước 3, đóng cửa tủ và khóa chốt tay nắm. Bước 4, cấp nguồn điện để tủ hoạt động. Bước 5, cài đặt nhiệt độ và thời gian và tủ sẽ tự động nấu theo chế độ. Lưu ý khi sử dụng: trước khi mở cửa tủ, lưu ý đứng check sang bên phải, bên có bản lề cánh tủ để mở cửa tủ. Mở cửa tủ từ từ để tránh hơi nóng phả ra, sử dụng miếng đệm hoặc găng tay để lấy khay cơm. Vệ sinh tủ sạch sẽ bằng vải mềm, tháo hết nước ở khoang chứa nước sau khi sử dụng. Tủ nấu cơm bằng điện 4 khay mini NSTHVNMN4K. Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, phù hợp cho các quán cơm, quán ăn nhỏ. Chất liệu inox cao cấp, chống han rỉ, đẹp mắt, dễ dàng vệ sinh. Điều chỉnh nhiệt độ và hẹn giờ nấu linh hoạt, phù hợp với đa dạng thực phẩm. Thân tủ thiết kế 3 lớp, 2 lớp inox và khoang cách nhiệt ở giữa, đảm bảo thực phẩm chín đều nhờ nhiệt độ được luân chuyển khắp tủ. Đa chức năng, có thể nấu hấp nhiều loại thực phẩm khác nhau. Sở hữu thiết kế thông minh, tiện dụng với một mức năng suất vừa phải, thế nhưng chiếc tủ nấu cơm mini này có một mức giá thành chưa đến 5 triệu đồng, rất đáng để chúng ta sở hữu nó phải không nào? Và các bạn thân mến, phần giá chính xác của sản phẩm này sẽ được Điện Máy New Sun cập nhật ở phần bình luận của video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ đến số hotline của Điện Máy New Sun
0961555155, 0961555255, hoặc truy cập vào website điệnmaynewsan.com để đặt hàng và được giao hàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Đặc biệt, khi mua sản phẩm tủ nấu cơm chính hãng tại Điện Máy Newsan sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, bảo hành 1 năm phần điện, 3 năm các mối hàn inox, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong vòng 3 ngày đầu tiên, miễn phí vận chuyển nội thành các chi nhánh, hỗ trợ tìm nhà xe.